Video này, Cân Tử Gia Phát chia sẻ với anh chị về một dòng cân điện tử chuyên để cân gà con vịt. Nó là chuyên là sao? Là vì ví dụ như mà anh chị vào website của công ty Cân Tử Gia Phát, anh chị sẽ thấy vô vàn cái cân điện tử, từ cân 1kg, 2kg đến cân 150kg, 300kg, 500kg. Nó chuyên cho cân nông sản, hay là cân bánh xe, cân thanh long, cân này cân kia vậy đó. Ha, thì nó nhiều loại quá, thì cái loại nào nó tốt nhất để cân gà con vịt đây? Ha. Còn nếu như mà chị cưng heo á, thì chị sẽ xem ở một video clip tiếp theo nha. Video clip này chỉ nói về cưng gà vịt thôi. Đây anh lại anh coi cái tính năng chốt số nè. Nó ổn định là nó chốt số cho nó không có nhảy nữa. Đây. Nó chốt nó tự động chốt luôn, ổn định nó tự động chốt à. Con heo nó nhảy nó cũng không nhảy số nó đâu. Ví dụ về nè. Nè. 86kg từ đó nó ổn rồi đó. Đó không, bây giờ nó chốt rồi đó. Đó chốt luôn rồi đó, đâu nhảy đâu. Không có nhảy lambda nữa. Vậy dạ đúng rồi, vậy mới gọi là cân heo. Chứ còn nó tài nhiệt nó tính khó. Dạ đúng rồi. Vậy thì cân điện tử mà chuyên để cân gà vịt thì có những yếu tố nào để cho tối ưu cho mục đích sử dụng này anh chị ha? Thì thứ nhất á, thì cân điện tử đó phải là cân điện tử chống rỉ. Nghĩa là sao? Nghĩa là cân điện tử nó có nhiều chất liệu, ví dụ như là sắt sơn tĩnh điện nè, hay là inox. Thì tất nhiên mình chọn inox nó sẽ tốt hơn rồi, tại vì nó không có rỉ. Tại vì bản thân khi mà mình cân gà cân vịt thì lúc nào nó không thải phân ra cân hết á, nó dính vào cân hết á. Thì nếu như mình chọn bằng sắt thì tất nhiên nó rỉ nhanh hơn rồi, và nó làm cho cân nó mau hôi lắm. Nó mình không có gần gũi nó được. Còn nếu mà anh chị chọn cái cân inox bên đó tư á, thì nó đâu có rỉ đâu, nó đâu có ăn mòn đâu. Cho nên khi cân xong là mình xối nước mình rửa được luôn nha anh chị nha. Có một số anh chị nghĩ rằng là đồ điện tử thì chắc là mình không dám đụng tới nước đâu. Nhưng mà nếu anh chị đã chọn cái cân inox mà chống nước rồi á, thì mình cứ xối nước thoải mái thôi. Mình xối nước, mình rửa cho nó sạch rồi mình đem đi cất thì nó sẽ bền hơn. Nó bền hơn so với những cái cân mà bằng sắt sơn tĩnh điện, anh chị dám rửa đó, thì nó sẽ hôi, nó sẽ tanh, nó sẽ không gì đó, nó sẽ mau rỉ hơn và mau hư hơn. Như vậy, giữa hai chất liệu sắt sơn tĩnh điện và inox chống nước chống rỉ thì mình nên chọn inox chống nước chống rỉ. Cái tiêu chí thứ hai á, là mình phải chọn cái cân điện tử mà có chức năng chốt số. Chốt số đây là một khái niệm rất là phổ biến ở cân tự gia phát, tại vì động vật mà, gà vịt heo là động vật, lúc nào nó có cục cửa, chẳng bao giờ nó đứng yên hết á ha. Cho nên nếu như mà mình lấy cái cân thông thường như cân lúa, cân thóc, cân gạo, cân nông sản á, mình chuyển ra mình sử dụng để cân gà cân vịt á, thì cãi nhau thôi. Tại vì số nó bao giờ đứng im đâu. Ví dụ như ba lồng gà đi, 61kg 1, 61kg 2, 61 1, 61 2, nó cứ lặp đi lặp lại, cái số cuối nó ra lấp lửng như vậy. Đâm ra người thương lái với người chủ trại á, sẽ cãi nhau ở chỗ lẻ này. À, còn nếu như mình chọn đúng cái loại cân mà có tính năng chốt số, khi đặt 2-3 cái lồng gà lên ổn định khoảng chừng 2 giây sau là số nó sẽ khóa lại, nó không thay đổi nữa. Cho dù gà nó tông lồng nó nhảy đi nữa thì số nó không thay đổi, để thương lái và chủ trại họ ghi số với nhau. Đó, cái tính năng đó mà là quan trọng nhất của gà vịt heo. Dạ, đó là tính năng thứ hai. Và cái yêu cầu thứ ba của dòng cân gà vịt, nó phải hình dáng của nó phải na ná như cân đồng hồ. Nghĩa là mình mang cái lồng gà tới nó thuận lợi, nó không bị vướng gì hết. Cân xong rồi mình mang lên xe tải cũng không bị vướng gì hết ha. Đó là ba tiêu chí ha. Cho nên bây giờ thì Cân Tự Gia Phát sẽ gửi đến anh chị một cái video clip cân thực tế mà Cân Tự Gia Phát đã đến giao tận nơi trại và quay video clip và gửi đến anh chị, để anh chị cảm nhận được cái cân đó nó như vậy đó, nó tốt hơn để cân gà vịt heo hay không. Và nếu tốt hơn thì mình cứ mua cân này để mình sử dụng. Và đây chính là cân điện tử cân gà vịt thực tế ở trại. Dịch 52 ngày xuất được rồi. Rồi 63,7 kg chốt. Và bây giờ anh chị đã xem xong rồi cái cảnh mà cân gà cân vịt ra thực tế ha. Thì anh chị quay lại vấn đề là anh chị xác nhận lại với Cân Tự Gia Phát là cân này nó lại nóc chống nước chống rỉ
ha. Anh chị có thể xịt nước rửa để cái cân nó sạch sẽ sau khi sử dụng. Rồi, cái thứ hai là cân này nó chốt số, cân mã nào nó chốt mã đó, không có cãi nhau. Cái thứ ba, cái cân này nó thuận lợi cho mấy cái anh mà bưng lồng gà, bưng hướng nào cũng được á, khiêng hướng này xong đưa lên xe tải hướng kia, rất là thuận lợi và không có vướng gì hết. Cho nên là nếu anh chị đang cần một cái cân điện tử để cân gà vịt á, thì anh chị hãy quan tâm đến dòng cân này. À, và số điện thoại hotline của công ty Cân Tự Do Phát là 0909 899 333, luôn lắng nghe mọi yêu cầu hay là luôn sẽ sẵn lòng trả lời những câu hỏi mà anh chị sẽ hỏi về cái dòng cân này. Tại vì trên thị trường gần như bây giờ cái dòng cân này là tối ưu nhất để cân gà vịt. Tất nhiên là cho những anh chị nào mà ghi sổ nha. Còn nếu mà anh chị mà cân gà CP thì đã có một cái dòng cân chuyên để cân gà CP rồi, mà trên YouTube thì Cân Tự Do Phát cũng đã từng chia sẻ anh chị ha. Còn nếu đây là cân gà trại thôi, cân gà mà mỗi lần cân xong mình ghi sổ á, mình ghi tay á, thì anh chị sẽ quan tâm cái dòng cân này ha. Rồi, thì số điện thoại hotline Cân Tự Do Phát 0909 898 333, luôn lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ. Xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị những cái thông tin hữu ích về cân điện tử á, thì anh chị đừng quên bấm phím like bên dưới video này anh chị ha. Còn để nhận được nhiều hơn những video clip về hướng dẫn sử dụng, về hướng dẫn sửa cân điện tử á, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này luôn. Còn mà muốn chia sẻ video này với người thân, với bạn bè để cùng tham khảo với nhau, thì anh chị hãy bấm nút share cũng bên dưới video này luôn anh chị nhé. Một lần nữa, Cân Điện Tử Do Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã tham khảo video này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.